Vừa mới khai trương mà em thấy sầm uất luôn. Về đây đông đông là em thấy là sắp thoát ế liền rồi đây này. Thế là bỏ ra 3 tỷ này, mua được nhà, còn có xe luôn. Bao nhiêu cách để kinh doanh trên cái bất động sản của mình luôn. Xin giới thiệu, đây là em Hương, kiến trúc sư mà là cũng là người em chơi với Linh hơn chục năm nay rồi. Và Hương vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại còn đang có nhu cầu mua nhà nữa nên chiều nay hai chị em hẹn nhau đi xem dự án luôn. Đây, hôm nay em đến xin kinh nghiệm bất động sản của chị gái đây. Nhân tiện là chị mua nhà ở phân khu Cọ Xanh này thì cho em gái đi sang thăm một vòng xem là ngày hôm nay chiều nay là đi với nhau nha. Nhà chị là mua là ở phân khu Cọ Xanh ở ngay đây. Cái khu này là cũng gần với cả cái cổng chào chính ấy chị. Ừ, chỗ này là ngay cái chỗ trục giao đường chính giữa là đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rẽ vào một cái thì là đến luôn, cho nên nó rất là tiện. Đây, giờ mời cô đi xem luôn nha. Wow, em lên đến tầng này thì rộng quá chị ơi. Nhà mình là bao nhiêu mét vuông ấy chị? À, nhà này hồi mua ấy là có hơn 80 mét thôi, nhưng mà lên trên này thấy rộng 100 mét nhỉ? Công nhận đấy. Căn này thì chị làm gì chưa? Ừ, thì là hai tầng dưới là chị sẽ cho thuê, rồi là hai tầng trên là gia đình ở. Cho nên là chị đang cho thiết kế lại là rất là nhiều phòng ngủ luôn ấy. Bởi vì là các cháu sẽ về thăm bà vào cuối tuần mà nếu mà chưa dùng đến thì lại cho thuê làm Airbnb tận thu luôn. Ô, nhưng mà em thì em đang thấy là em cũng đang muốn tìm một cái căn shop house như này ấy. Tại vì là bên mình có thể kinh doanh được mà lại ở được luôn. Học tập chị gái là tiêu tiền ở đâu, kiếm tiền ở đấy. Đấy, này cô xem là đây nhá. Rồi các phòng ngủ này thì ở đây rất là tiện luôn. Như là cái cầu thang ở giữa là mình chia được luôn hai phòng ngủ. Và chị đang chọn là phong cách neo classic, bởi vì là chị rất là thích cái thiết kế cửa sổ to ở đây, vừa có kết hợp cửa sổ ngang này hay là cửa sổ vòm ở phía trên, thì kiểu phong cách Địa Trung Hải ấy, tận dụng được ánh sáng tự nhiên vào nhà. Thế em thấy chị chọn phong cách đấy là hợp lý luôn đấy. Ừ. Ôi, em đi tìm nhiều khu xung quanh lắm rồi đấy mà bố em không ưng. Thế mà em nhiều tìm nhiều cũng hơi xỉn chết. Thôi mà chị mua cái Vinhome Ocean Park này này là cũng đã tính là nhà mới này, xe mới này, nguồn thu mới, cho nên là cũng tính là 2024 là cả gia đình về đây ở, là cũng dự định cũng chuẩn phết đấy. Mà chưa kể là sang đây này cũng đã thấy là dân cư về đây ở nhiều phết rồi. Sang năm này còn có VinSchool, trong 2025 này còn có cả bệnh viện VinMec. Nói chung là đầy đủ, không thiếu một cái thứ gì cả luôn. Em thấy là mình đi tìm nhà ấy cũng phải có tiện ích nữa cơ. Mà ở Vinhome thì quá nổi tiếng về các tiện ích rồi đó. Đấy. Bố mẹ em cũng yên tâm hơn đấy. Nói chung là tìm nhà không phải là mỗi là kiến trúc này hay là nội thất, mà còn phải là cả cái phong cách của cái khu đấy nữa cơ. Gia đình thì sẽ thích là không xô bồ, nhưng mà trẻ như em ấy là phải thích cái sôi động không khí. Chưa gì về đây là đã thấy là toàn khách hàng tiềm năng của các thiết kế như cô rồi. Đấy, chưa biết là khách ở đâu nhưng về đây đông đông là em thấy là sắp thoát ế liền rồi đây này. Mà nói chung là cái gì cũng phải là đi tìm một khu sôi động, thì bây giờ chị sẽ đưa em sang khu Grand World, nhịp đập sôi động ở thành phố biển đi. Đây là khu Grand World vừa mới khai trương mà em thấy sầm uất chưa? Vừa mới đây lại tiếp tục có The Central Point thuộc tổ hợp phố thương mại dịch vụ Mega Complex đầu tiên tại Vinhome Ocean Park 2 cũng đã mở cửa đón khách nữa đấy. Nói chung là cả hai, từ mua sắm đến ẩm thực, vui chơi giải trí và thưởng lãm nghệ thuật là đều có đủ cả. Công nhận cái này là giải quyết luôn nỗi lo của em luôn ấy. Tại vì là em thì em thấy là mọi người hiện tại bây giờ là mọi người cũng muốn lại đến một nơi thôi. Sau rồi là mình có thể được trải nghiệm rất là nhiều mô hình dịch vụ. Thì là mình đỡ phải đi nhiều luôn ấy. Đây, từ nay đến giờ nhá, là đi em thấy ông shop house là tầng 1 toàn là cà phê này, xong rồi lại nhà hàng, rồi bao nhiêu cửa hàng bán lẻ nữa. Cho nên là bao nhiêu cách để kinh doanh trên cái bất động sản của mình luôn. Thế là em nghĩ mình đi tìm một quán cà phê nào rồi thêm đi. Em đang cần chị tư vấn thêm cho em về bài toán tài chính mua nhà đúng không? Ok, thế đây, ngồi đây luôn nhá. Ok. Em thấy còn mỗi một tháng nữa là Tết rồi ấy.
mà cái nhu cầu của em là em cần cái nhà nào mà mình có thể vào một cái là mình phải mua đủ nội thất rồi thôi, và ở được luôn đấy. Ở Vinhome Ocean Park 2 thì ngoài những căn thô như chị em mình vừa xem thì là có rất là nhiều căn mà là gọi là hoàn thiện hết, cho là nội thất liền tường rồi, thì chị thấy là rất là phù hợp với nhu cầu của em luôn. Mà em cũng chỉ cần là đưa đồ nội thất vào rồi thất rồi ấy, thế là thôi, xách vali về ở luôn, rất là tiện đúng không? Nói chung là chị thấy thế là hợp lý nhất. Đây nhân làm bài toán nha, nếu mà em lựa chọn một căn tại cỏ xanh hoặc là sao biển là phân khu ngay bên cạnh như là chị mua là gần 10 tỷ đi. Vốn ban đầu cần bỏ ra đâu đó khoảng 30% giá trị căn nhà là đã được nhận nhà ở ngay rồi. Nếu chọn vay cho số tiền còn lại, em sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và hưởng ưu đãi đến 8% lận. Hoặc là em có thể chọn option là hỗ trợ lãi suất tận 36 tháng luôn. Ngoài ra em cũng được đảm bảo lãi suất không quá 8% một năm trong suốt 7 năm. Chung ý là chị thấy là hoàn toàn an tâm, không phải lo biến động lãi suất. Nếu ngân hàng tăng lãi suất thì mình cũng chỉ trả 8%, còn ngân hàng giảm thì mình được áp dụng theo lãi suất thấp hơn luôn. Có phương án khác nữa là trả góp nhưng không nhận hỗ trợ lãi suất, vốn bỏ ra ban đầu vẫn là 30% giá trị căn nhà, đồng thời nhận thêm ưu đãi lên tới 18%. Thời gian trả góp có thể lên tới 15 năm, em cũng sẽ được đảm bảo mức lãi vay tối đa chỉ từ 6 đến 8% một năm. Thì là quá là tối ưu về dòng tiền đúng không? Cái tiền còn lại đấy thì em để kinh doanh rồi sinh lời ở chỗ khác thì rất là tiện luôn. Đấy. Dù là chọn phương án nào, em cũng sẽ được tặng ngay một xe ô tô điện VinFast VS8 hoặc VS9, trị giá lên tới gần 1 tỷ rưỡi khi mua nhà. Thế là lời ngay bộ đôi nhà sang xế xịn, tha hồ vi vu đón Tết. Thông minh như em nha, là chị thấy là vừa giỏi kinh doanh, thì là khi mà mua nhà của Vinhome Ocean Park thì còn có thêm một option. Đó là khai thác cho thuê và được chính Vinhome cam kết tiền thuê trong 24 tháng lên tới 600 triệu đồng. Hơi quá, chốt đơn ngay. Nhờ, em nghe thấy máu đấy. Cái chốt liền luôn này. Vinhome Ocean Park 2 thì là nơi cả gia đình Linh sẽ quây quần bên nhau. Và Linh sẽ rất là cảm thấy là thư giãn, có thật nhiều ý tưởng mới trong những hành trình tiếp theo khi về đây ở. Và cũng hy vọng rằng là ngày hôm nay dẫn em Hương đi thì em Hương cũng sẽ sớm chốt đơn được một căn ở bên này. Dạ vâng, em cảm ơn chị Linh. Chắc chắn là em sẽ thành hàng xóm của chị sớm thôi.